Dạ, hiện tại bên em đang di chuyển từ khu vực chợ Lê Văn Quế. Đây là cái khu vực chợ Lê Văn Quế. Ở con đường này được xem là con đường chợ, nó nối liền từ khu vực Lê Văn Quế, ngã ba Lê Văn Quế, Bình Trị Đông chạy thẳng ra đường Miếu Gò Xoài. Hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền Miếu Gò Xoài, cách chợ Lê Văn Quế khoảng 200m. Có cái diện tích rất là đẹp, ngang 4m3, dài 18m, mình đúc 3,5 tấm, nhà đẹp, vị trí đẹp, giá cực kỳ tốt, chỉ có 8 tỷ so với giá của thị trường. Hiện tại thì nhà mình đang cho thuê. Ở cái vị trí này thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Căn nhà của mình sổ hồng đầy đủ và thẩm định của ngân hàng cho mình vay 80% giá trị căn nhà. Con đường Miếu Gò Xoài là con đường nhựa 16m, có vỉa hè hai bên, nó nối từ khu vực đường số 14 Lê Văn Quế chạy sang đường Miếu Gò Xoài ra khu Mã Lò. Ở cái vị trí này thuận tiện kinh doanh nhiều mặt hàng. Và mình đi ra ngã tư bốn xã thì tầm 1,3 km, đi ra khu vực Đầm Sen, Hòa Bình. Ra Đầm Sen thì tầm khoảng 2,3 km, đi ra quận 6, quận Tân Phú thì khoảng 1 km đổ lại. Tiện ích bán kính trong vòng 300m là mình gần trường học, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại. Và bây giờ thì bên em đã tới cái con đường Miếu Gò Xoài rồi. Từ cái vị trí căn nhà mà mình đi ra khu vực tên lửa Aon Bình Tân thì tầm khoảng 7 phút. Bệnh viện quốc tế cũng khoảng 7 phút. Đi ra bệnh viện Bình Tân thì khoảng 500m. Và mình đi ra trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì trong vòng 300m đổ lại. Ở đây thì thuận tiện rất là nhiều cái tiện ích. Dạ, căn nhà của mình thì với cái diện tích là 4m3, dài 18m, đúc 3,5 tấm, nhà xây ở nên rất là chắc chắn, nhà khang trang, nhà mới đẹp, sổ hồng riêng đầy đủ hết. Và bây giờ bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Căn nhà mình có giá là 8 tỷ, giá này cực kỳ tốt, giá còn thương lượng, ngân hàng cho mình vay 80% giá trị căn nhà. Và hiện tại trên cái tuyến đường Miếu Gò Xoài bên em còn rất là nhiều sản phẩm mặt tiền, vị trí đẹp, diện tích đẹp và giá tốt để quý khách tiện tham quan và lựa chọn cho mình một căn ưng ý. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.